Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ hai ngày 16 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, chìa khóa trong thu hút đầu tư của Đà Nẵng. Tin quốc tế, cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án hành động bạo lực, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và chính phủ Somalia vượt qua thảm kịch này. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng nguồn vốn toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 179.000 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao, đến nay tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình dự án do các địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủy thác cho ngân hàng thực hiện. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.000 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với thời điểm thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 19%, với hơn 6.700.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Vốn chính sách đã có mặt tại tất cả các xã phường ở mọi miền đất nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tại Đà Nẵng, tín dụng chính sách đang thực hiện cho vay 22 chương trình, trong đó có 9 chương trình thành phố ủy thác cho vay, với tổng dư nợ đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp khoảng 89.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, tạo việc làm mới cho hơn 60.000 lao động, hơn 63.000 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đi kiểm tra tình hình thi công tại công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Chính thức triển khai từ sau Tết Nguyên đán, đến nay công trình đã thực hiện hơn 80% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công hiện đang tập trung thi công làn đường dành cho xe buýt BRT, thi công bê tông tạo dốc trong lòng hầm cùng các hạng mục hoàn thiện khác như sơn tường, lan can, trồng cây xanh, hoa cảnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 10. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo ban quản lý và các đơn vị nhà thầu thực hiện đúng cam kết về tiến độ thi công và mốc thời gian hoàn thành, phải đảm bảo chất lượng mỹ thuật công trình, chú trọng an toàn lao động. Không chỉ giải quyết ùn tắc giao thông, công trình này còn tạo cảnh quan đẹp cho thành phố vào dịp tuần lễ cấp cao APEC, góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế khi đến với Đà Nẵng. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng Khu ủy Quảng Đà, ngày tháng 10 năm 1967, tháng 10 năm 2017, chiều nay Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ Đảng Khu ủy Quảng Đà. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đến thắp nhang tưởng nhớ cố Phó Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà Trần Văn Đáng và Nguyễn Văn Tấn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ân cần thăm hỏi các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, đóng góp của hai đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của quê hương Quảng Đà. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn gia đình các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động học tập, đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Thành phố luôn ghi nhớ công lao của hai đồng chí Trần Văn Đáng và Nguyễn Văn Tấn, cũng như các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương và sẽ dành nhiều nguồn lực để quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng.
Tham dự và góp ý có các chuyên gia, luật gia, lãnh đạo một số ban ngành liên quan và đại diện các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn thành phố. Các đại biểu đánh giá dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng lần này đã quy định rõ ràng hơn, bổ sung nhiều nội dung cần thiết mà luật tổ chức tín dụng 2010 đã không quy định. Nhiều đại biểu tập trung góp ý về hoạt động soát đặc biệt tổ chức tín dụng, các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 và đã có báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý. Trên cơ sở các ý kiến góp ý lần này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 sắp đến. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tính đến nay, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước đạt 12.478 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 đạt 89,1% kế hoạch. Trong thời gian tới, quận Cẩm Lệ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời tập trung cho công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, duy trì từ đây đến cuối năm, nhất là trong thời gian diễn ra APEC. Trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu. Do vậy, việc đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã lắp đặt thêm 1.500 camera giám sát an ninh trên địa bàn 7 phường ở quận Sơn Trà. Bên cạnh đó, hàng trăm camera của nhân dân cũng được kết nối thông suốt với hệ thống này để tăng cường giám sát hình ảnh, đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện. Ngoài ra, Công an Đà Nẵng tăng cường lực lượng về địa bàn các quận và phường, thường xuyên giám sát các hệ thống camera an ninh. Sự kiện tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới, được đánh giá là cơ hội tốt cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin thu hút các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài để có thể giúp ngành công nghệ thông tin thành phố tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Đà Nẵng rất mong muốn có cơ hội được gặp gỡ giao lưu với CEO của các tập đoàn công nghệ thông tin, truyền thông của các nền kinh tế thành viên APEC nhân sự kiện lần này. Đây không chỉ là cơ hội vàng để các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng, học hỏi từ các đối tác, mà còn là chất xúc tác để nắm bắt các cơ hội đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó, một số lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh của Đà Nẵng được giới chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá cao là công nghiệp phần mềm nội dung số. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng cũng phát triển nhanh không kém. Đáng chú ý là bên cạnh sự tăng trưởng nóng của khối khách sạn dưới 3 sao, thì các thương hiệu khách sạn quốc tế đẳng cấp 5 sao, 6 sao cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt vào cuối năm 2017, thị trường Đà Nẵng sẽ đón nhận những thương hiệu khách sạn mới chính thức hoạt động như Sheraton, Four Points by Sheraton, Hilton và Chief Cafe Marriott, đưa Đà Nẵng lên dẫn đầu cả nước về số lượng các thương hiệu quốc tế. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 được tổ chức hôm qua, tên lãnh đạo, chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng. Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, cần nhiều giải pháp để Đà Nẵng bứt phá hơn nữa trong công tác này. Song quan trọng nhất vẫn là xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đây được xem là chìa khóa cho sự thành công trong việc thu hút đầu tư của Đà Nẵng. Cho đến tận bây giờ, Furama Resort Đà Nẵng vẫn đảm nhận vai trò khai hoang tiềm năng, gà đẻ trứng vàng của du lịch biển Đà Nẵng. Sau cái đặt chân của Furama, hàng loạt nhà đầu tư ồ ạt vào Đà Nẵng, những khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4-5 sao dọc biển nhanh chóng mọc lên. Tôi rất mừng là đã triển khai dự án thành công tại Đà Nẵng trong hơn 20 năm nay. Hiện Đà Nẵng là trung tâm kinh tế xã hội của miền Trung. Đà Nẵng đang phát triển kinh tế nhanh, có môi trường đầu tư khá tốt. Đà Nẵng cũng có rất nhiều chuyến bay quốc tế và ngày càng hấp dẫn hơn, ngày càng có nhiều khách du lịch đến hơn. Tôi đánh giá rất cao về môi trường đầu tư ở đây. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục có sự đầu tư mới. Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã thu hút 525 dự án FDI với tổng vốn 3 tỷ đô la Mỹ.
Việc Đà Nẵng thay đổi cách tiếp cận nhà đầu tư, chuyển sang thu hút đầu tư có chọn lọc là để phục vụ định hướng phát triển ngành du lịch dịch vụ công nghệ cao, vốn là ngành công nghiệp không khói, nhằm phát triển bền vững, ổn định lâu dài và đảm bảo môi trường sống cho thành phố. Và cũng chính điều này đã giúp Đà Nẵng ghi điểm trong mắt nhà đầu tư. 20 năm nay, tập đoàn chúng tôi đã đầu tư vào Đà Nẵng, tổng vốn đạt trên 300 triệu đô la Mỹ. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tôi đánh giá rất cao lợi thế của Đà Nẵng, vì vậy tôi không ngần ngại tiếp tục đầu tư vào thành phố này. Cũng theo ý kiến của giới chuyên gia và nhà đầu tư, con số 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Đà Nẵng vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của Đà Nẵng. Để bứt phá hơn nữa, bên cạnh có cơ chế chính sách phù hợp và nhiều giải pháp khác, Đà Nẵng cần đặc biệt chú trọng đến khâu phát triển cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất đai để sẵn sàng cho nhà đầu tư. Tôi nghĩ rằng Đà Nẵng nên tiếp tục nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại hơn, không chỉ là đường xá, cơ sở hạ tầng giao thông, mà còn là cảng biển, sân bay, quỹ đất dành cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hạ tầng phát triển đồng bộ là cơ sở để thu hút đầu tư. Tôi cho rằng đây là yếu tố rất quan trọng để Đà Nẵng trở thành điểm đến của nhà đầu tư. Đà Nẵng cần làm tốt vấn đề này. Theo nhận định của các nhà đầu tư, trước ngưỡng hội nhập ngày càng sâu rộng, hàng loạt các hiệp định được ký kết, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đón làn sóng đầu tư mới. Đây là cơ hội lớn, đòi hỏi Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, phải có một chiến lược để tận dụng. Trong đó, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ luôn được xem là giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư. Tiếp tục chương trình thời sự với một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay sau khi vượt qua khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, thì bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, thì từ hôm nay đến hết ngày 17 tháng 10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Thưa quý vị, sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức bế mạc trại sáng tác mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng. Sau 15 ngày tổ chức, các họa sĩ đã sáng tác được 30 tác phẩm hội họa. Phần lớn các tác phẩm đã khai thác và ca ngợi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số tác phẩm phản ánh sự lớn mạnh không ngừng của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Tiêu biểu như tác phẩm Kỹ sư tên lửa, Phòng thủ, Xưng đóng tàu. Ngoài ra, chủ đề biển đảo và tình quân dân cũng được các tác giả sáng tác nhiều ở trại sáng tác lần này, như tác phẩm Nơi đảo xa, Nhìn về phía biển, Thư nhà, v.v. Trong thời gian đến, các tác phẩm mỹ thuật trên sẽ được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam triển lãm giới thiệu đến công chúng. Theo phân tích của các chuyên gia, mặc dù có hệ sinh thái khởi nghiệp khá chuyên nghiệp và không ngừng được củng cố mở rộng, tuy nhiên hiện nhận thức về sở hữu trí tuệ trong cộng đồng startup ở Đà Nẵng vẫn còn hạn chế. Vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ không được quan tâm bằng việc gọi vốn, lên kế hoạch tài chính, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm. Lý do chính dẫn đến thực trạng này là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp chưa hiểu về luật, quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ và tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là một rào cản và cũng là một thách thức đe dọa sự phát triển bền vững của các startup ở Đà Nẵng hiện nay. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho hay hoạt động cho vay sản xuất tiêu dùng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 108.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với thời điểm cuối năm ngoái. Đặc biệt từ tháng 8 đến nay thì các ngân hàng đã bắt đầu giải ngân cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo nghị quyết số 30/2017 của Chính phủ. Hiện dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn là gần 5 tỷ đồng. Nhưng với mức lãi suất thông thường, chưa phát sinh cho vay với lãi suất ưu tiên theo tinh thần quyết định 813 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 3.700 tỷ đồng, chiếm gần 3,5% trên tổng dư nợ toàn thành phố. Việc triển khai chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đây là một hướng phát triển nông nghiệp mới nhưng chưa có tiền lệ, vì vậy tiềm ẩn rủi ro khi triển khai dự án.
Trong khi chương trình cho vay hỗ trợ theo tinh thần quyết định 813 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ mang tính vận động các tổ chức tín dụng, không có sự hỗ trợ của nhà nước, nên việc cho vay phải đảm bảo đúng các quy định về tín dụng thương mại. Trong đó, tài sản thế chấp là rào cản lớn nhất của nông dân hiện nay. Thưa quý vị, trong điều kiện nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định song phương và đa phương, dự báo tình trạng hàng lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, có yếu tố nước ngoài. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ công chức quản lý thị trường phải nêu cao ý thức tự rèn luyện, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức lối sống trong sáng, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng hiện nay, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý Thị trường nghiêm túc đánh giá, nhận diện trúng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, để có các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Trong đó đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, từng công chức phụ trách đối với lĩnh vực, địa bàn hoạt động, quản lý. Đặc biệt chúng tôi tăng cường công tác quản lý, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, suy thoái về đạo đức, suy thoái các mặt trong các hoạt động công vụ của mình, không để xảy ra các vi phạm trong hoạt động công vụ, và đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi vi phạm. Với vai trò chủ công trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong thị trường nội địa, nhất là trong tình hình mới, lực lượng quản lý thị trường đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng, thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác, văn hóa ứng xử, tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm khắc công chức vi phạm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Là một đảng viên trẻ, một kiểm soát viên thị trường trẻ, thì bản thân tôi luôn tự ý thức rằng là mình phải tự giác, chủ động học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như là những cái kiến thức về lý luận chính trị để cho trau dồi bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Đặc biệt là trong cái tình hình mới hội nhập kinh tế hội nhập, thì với cái vị trí là kiểm soát viên thị trường thì cần phải là cái sự tôi luyện về cái năng lực và phẩm chất thì càng được chú trọng hơn. Theo thống kê, trong 5 năm gần đây, lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra trên 32.600 vụ việc, xử lý gần 30.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa thực sự đáp ứng được mong muốn của thành phố và sự kỳ vọng của nhân dân. Đặc biệt là trong cái tình hình mà kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới, đòi hỏi cái năng lực nghiệp vụ chuyên môn của lực lượng công chức cán bộ quản lý thị trường cần phải nâng cao hơn, chú trọng về công tác đào tạo. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục về chính trị, giáo dục về phẩm chất đạo đức, giáo dục các mặt để có thể đưa cán bộ công chức của lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đi vào đạt được những cái tiêu chuẩn mà Đảng và Nhà nước và pháp lệnh quản lý thị trường đặt ra đối với việc xây dựng lực lượng của quản lý thị trường. Năm 2017 là năm Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và khởi động chương trình hành động thực hiện nghị quyết Ban chấp hành Trung ương năm khóa 12 của Đảng. Theo đó, thành phố chú trọng vào việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Do đó, lực lượng quản lý thị trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác quản lý thị trường, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng. Phần tin quốc tế xin được tiếp tục chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, hôm qua, phản ứng trước vụ đánh bom đẫm máu tại Somalia khiến 230 người thiệt mạng và 288 người bị thương, cộng đồng quốc tế đã kịch liệt lên án hành động bạo lực, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và chính phủ Somalia vượt qua thảm kịch này. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Somalia, Michel Katin cho biết, ưu tiên cao nhất hiện nay là các nỗ lực trợ giúp cho các nạn nhân và khôi phục hạ tầng, nhà ở bị phá hủy. Phái bộ của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ chính phủ Somalia và chính quyền địa phương giải quyết tình hình.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Musa Kafi Mahamat cho biết, Liên minh châu Phi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và nhân dân Somali trong nỗ lực đạt được hòa bình và đảm bảo an ninh bền vững. Lãnh đạo các nước Đông Phi cũng bày tỏ đoàn kết với chính phủ và nhân dân Somali, sẵn sàng ủng hộ Somali trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua các cơ chế hiện có ở cấp châu lục và khu vực. Anh, Pháp, Mỹ cùng nhiều nước đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh với Somali và các đồng minh quốc tế để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq hôm qua cảnh báo việc triển khai lực lượng dân quân thuộc Đảng Công nhân người Quds PKK tại thành phố Kirkuk là hành động tuyên chiến với nhân dân Iraq. Theo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, việc triển khai lực lượng của PKK tại Kirkuk là hành động leo thang nghiêm trọng không thể dung thứ, giống như một lời tuyên bố chiến tranh chống lại toàn thể người dân và lực lượng vũ trang Iraq. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang của người Quds, tướng Sabah Qasr, lại phủ nhận việc lực lượng PKK có mặt tại tỉnh dìu dò mỏ Kirkuk. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua cho biết, Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho ông phải tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng leo thang với Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Tillerson đã bác bỏ việc Tổng thống Trump đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với nhóm B5+1, có thể làm suy yếu cơ hội của Washington trong việc kiềm chế Triều Tiên thông qua con đường ngoại giao. Theo ông, những gì Triều Tiên có thể rút ra được sau động thái trên của Tổng thống Trump là việc Washington sẽ đòi hỏi một thỏa thuận khắt khe với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không chỉ là mục tiêu chính sách của Washington mà còn của các nước láng giềng trong khu vực. Do đó, nếu đạt được điều này, sẽ không bao giờ có chuyện rút khỏi thỏa thuận. Tổng thống Trump từng nhiều lần tuyên bố không muốn đối thoại với Triều Tiên và thậm chí cho rằng ý tưởng đối thoại với Bình Nhưỡng là bắt thời gian khi Ngoại trưởng Tillerson nêu đề xuất này. Trong cuộc phỏng vấn tại Điện Élysée xoay quanh chương trình nghị sự của chính phủ Pháp, đặc biệt liên quan đến việc sửa đổi luật hoạt động vốn đang vấp phải sự phản đối của người dân và cũng là vấn đề gây chia rẽ trong dư luận Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định những thành công chương trình cải cách sẽ đạt được trong 2 năm tới. Tổng thống Macron bác bỏ chỉ trích cho rằng những chính sách cải cách lao động được chính phủ Pháp thông qua mới đây nhằm phục vụ lợi ích giới giàu có. Tổng thống Macron nêu rõ, thành quả sẽ đạt được trên thị trường lao động trong 2 năm tới. Theo Tổng thống Macron, nước Pháp cần chính sách linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển, và đây chính là điều mà luật lao động sửa đổi mang lại. Tình trạng thất nghiệp sẽ giảm dần, bạn sẽ thấy những thành quả của chính sách cải cách lao động mới được chính phủ thông qua trong 2 năm tới. Tôi nghĩ rằng tham vọng về những cải cách này phải được tiến hành một cách sâu rộng và căn bản. Trận kịch chiến như trong phim viễn tưởng giữa hai robot khổng lồ của Mỹ và Nhật sắp diễn ra sau 2 năm trì hoãn. Cuộc chiến sẽ được tổ chức vào rạng sáng ngày 18 tháng 10 sau thời gian dài chế tạo. Robot đến từ Mỹ mang tên Engo Primer do công ty Megabot thiết kế là một quái vật kim loại nặng 12 tấn và cao 4,9 mét. Các kỹ sư chế tạo cho biết con robot có 2 chỗ ngồi, hoạt động nhờ động cơ 430 mã lực với chi phí sản xuất 2,5 triệu đô la Mỹ. Robot đại diện cho Nhật Bản là Kuratat của công ty Shidobashi, có trọng lượng 6,5 tấn và chiều cao gần 4 mét. Trong một video năm 2012, Kuratat trình diễn những cú đấm uy lực trên tảng đá nặng để đáp lại lời thách đấu từ công ty Mỹ. Phần cuối chương trình là một số hoạt động đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.